Tiếp theo, việc tổ chức trao giải cho các vận động viên, công nhân viên chức, người lao động ngành công thương tại Hội thao Công đoàn Bộ Công Thương mở rộng lần thứ 10. Vừa qua, Bộ Công Thương đã trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân, các đơn vị trực thuộc đã có những đóng góp chung cho phong trào thể thao và phong trào hoạt động công đoàn ngành công thương. Ban tổ chức hội thao cho biết, chất lượng của Hội thao Công đoàn Bộ Công Thương mở rộng lần thứ 10 đã có sự tiến bộ, thu hút nhiều đơn vị tham gia. Các vận động viên thi đấu tại hội thao đã phản ánh tinh thần thi đấu đoàn kết, hữu nghị, trung thực và nỗ lực hết mình. Thành công của hội thao đã khẳng định sự phát triển không những của phong trào quần chúng mà còn sự cần thiết trong việc duy trì rèn luyện sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành công thương. Việc Bộ Công Thương và Tổ chức Công đoàn Trung ương trao tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân lần này là nguồn động viên quý báu, khích lệ phong trào thể dục thể thao quần chúng được triển khai rộng khắp trong toàn ngành, đồng thời là sự ghi nhận quan tâm của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và sự tích cực hưởng ứng của công đoàn cơ sở trong các hoạt động của công đoàn bộ, ngành công thương, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, thân ái trong hệ thống công đoàn.